Mến chào anh chị em nghệ nhân đã quay trở lại với kênh Đam Mê Độc Lạ. Hôm nay mình sẽ lên cho anh chị em nghệ nhân con chim sáo đầu vàng để anh em dùng để kích mũi gọi bầy nha. Con này nó hót rồi, mời mọi người cùng theo dõi ha. Con này đã, nó hót rồi mà nó chưa được sung lắm, mà dùng để kích mũi gọi bầy là được rồi. Dòng này thả AV rất là đẹp. Cái này sáo đầu vàng.